Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin số 18 giờ hàng ngày của NTV với những tin tức đáng chú ý nhất. Thưa quý vị và các bạn, đã 6 tháng trôi qua, nhưng đến nay chính quyền và ngành chức năng tỉnh Nghệ An vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây ra các hố tử thần ở huyện miền núi Quỳ Hợp. Ông Trương Văn Hóa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp cho biết, vào khoảng tháng 4 năm 2021, người dân bất ngờ phát hiện 3 hố tử thần ngoài cánh đồng. Sau khi được lấp đất, đến nay không thấy hiện tượng sụt lún tiếp. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 6 năm 2021 thì xuất hiện thêm 2 hố tử thần mới, một hố ở ngoài đồng và một hố ở trên đất công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản An Thái. Hiện cả 2 hố này vẫn đang có hiện tượng sụt lún, riêng hố ngoài đồng sụt lún hơn 30cm. Kể từ khi xuất hiện các hố tử thần đến nay, người dân và chính quyền địa phương rất lo lắng. Xã cũng đã báo cáo lên huyện, nhiều đoàn công tác cũng đã về kiểm tra, nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Vào khoảng 4 giờ sáng nay, một nhóm người từ thôn Lễ Bắc, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam sang chợ La Tháp để bán nông sản. Khi đi qua đoạn trũng thì bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi 5 người. Thời điểm này, 4 người trong nhóm níu được một cành cây ven đường nên thoát nạn. Một người còn lại trong nhóm bị nước cuốn trôi mất tích. Người mất tích được xác minh là bà Hờ Thơ Chờ, 65 tuổi, trú thôn Lễ Bắc, xã Duy Châu, bị nước cuốn trôi khi đang gánh giá đi bán ở chợ. Hiện cơ quan chức năng xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân. Hai đầu của đoạn đường đã được lực lượng chức năng chốt chặn, không cho người dân qua lại, đề phòng có thêm sự việc đáng tiếc xảy ra. Giữa đêm khuya, 5 đối tượng trong đó có Nguyễn Vĩnh Độ quê ở Nghệ An gọi cửa nhà ông Tê rồi bất ngờ dùng hung khí tấn công gia chủ, đập phá tài sản. Sáng nay, công an thị xã Bến Cát, Bình Dương phát thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Vĩnh Độ, sinh năm 1990, quê quán Nghệ An, tạm trú khu dân cư Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 7 tháng 10, Độ cùng với 4 đối tượng chưa rõ lai lịch đến nhà ông TVT tại khu phố 5, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, dùng hung khí chém ông T, gây thương tích và đập phá tài sản, thiệt hại ước tính khoảng 32 triệu đồng. Đêm qua, tại khu vực nhà nghỉ Đức Hùng, thôn Đại Vương, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra một vụ nổ lớn. Tại hiện trường, để lại các vết máu và hàng chục mảnh sắt bay vào nhà người dân. Trích xuất camera an ninh cho thấy, trong lúc xô sát giữa hai nhóm thanh niên, bất ngờ một người ném vật thể nghi là lựu đạn ra đường. Sau tiếng nổ lớn, các đối tượng lên xe ô tô bỏ chạy. Vụ việc khiến cho ít nhất một người trong hai nhóm này bị thương. Tại hiện trường, cơ quan chức năng tiến hành thu giữ được các hung khí như đao kiếm, hàng chục mảnh sắt găm vào nhà dân, bờ rào, ô tô mà hai nhóm đối tượng dùng để thanh toán lẫn nhau. Ngay trong đêm và sáng nay, một số đối tượng liên quan đến vụ việc đã được công an huyện Hương Sơn tiến hành triệu tập lấy lời khai. Sáng nay, công an thành phố Đồng Hới cho biết vừa phối hợp với công an huyện Minh Hóa và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Quảng Bình đã phá thành công chuyên án bắt giữ băng cướp nhí gồm 3 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản. Băng cướp nhí ở Quảng Bình gồm Đinh Long Giang sinh năm 2005, Đinh Trung Dương sinh năm 2006 và Đinh Minh Tuấn sinh năm 1998, cùng trú tại xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa. Để có tiền ăn chơi, về đêm băng cướp nhí đã liều lĩnh chạy dọc các tuyến phố, dùng dao chặn đường người dân để uy hiếp cướp tài sản. Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng trên khai nhận trước đó cũng đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản và trộm xe máy trên địa bàn thành phố Đồng Hới, huyện Tuyên Hóa và huyện Bố Trạch. Hiện cơ quan công an cũng đã thu giữ tang vật gồm 2 xe máy, 1 điện thoại di động và một số con dao được nhóm đối tượng sử dụng để cướp tài sản. Sáng nay, điểm trung chuyển dưới chân núi Dung Quyết, thành phố Vinh vẫn tấp nập người và phương tiện từ các tỉnh thành phố phía Nam đổ về. Để có chỗ cho người dân hồi hương nghỉ chân, cơ quan chức năng đã dựng rạp che mưa nắng ở khu vực này, kéo dài thêm hàng trăm mét, chia thành 2 khu vực dành cho người dân ngoài tỉnh và trong tỉnh Nghệ An về quê. Mỗi điểm đều có đầy đủ nước uống, bánh mì, sữa tiếp sức cho bà con. Bình quân mỗi ngày có hàng nghìn người từ các tỉnh thành phía Nam về chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 2. Để hỗ trợ người dân, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An đã huy động 65 xe khách, xe buýt và 38 xe tải, xe tập lái của các đơn vị vận tải trên địa bàn để hỗ trợ vận chuyển người dân đến các địa điểm cách ly. Theo thông tin do người đi đường cho biết, vào khoảng 3 giờ sáng sớm nay, xe ô tô chở cát chưa rõ biển số đi trên đường N5 hướng từ Đô Lương xuống đến địa phận xóm 6, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc do mất lái đã đâm vào ta luy phía đường đối diện. Tại hiện trường, chiếc ô tô tải nằm lật nghiêng, cát đổ tràn ra khu vực ruộng ven đường N5. Rất may, người ngồi trên xe tải không việc gì. Vụ tai nạn đã làm chiếc xe bị bể nát kính lái, hư hỏng nặng. Hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai cứu nạn cứu hộ.
Mưa sao băng Draconis thường chỉ ôn hòa với 10 ngôi sao băng một giờ, nhưng cũng có lúc phun lửa dữ dội với hàng ngàn sao băng một giờ. Theo kết quả định vị tại Thành phố Hồ Chí Minh từ trang Time Index, mưa sao băng Draconis sẽ rơi nặng hạt nhất vào đêm nay, rạng sáng ngày 9 tháng 10. Cái tên Draconis xuất phát từ điểm mà các ngôi sao băng như phát ra, cặp của con rồng trời Draco, tức chòm sao Thiên Long. Vì vậy, theo Earth Sky, để quan sát mưa sao băng Draconis, hãy tìm một chòm sao hình con rồng trên bầu trời. Con rồng Thiên Long sẽ như đang bay lượn phía trên hai chòm sao nổi tiếng là Đại Hùng và Tiểu Hùng. Đôi mắt rồng chính là hai ngôi sao sáng Rattaban và Eltanin, cũng là điểm mà các ngôi sao băng xuất phát. Theo Time Index, nguồn gốc của trận mưa sao băng là sao chổi 21P Jacobini-Zinner quay quanh mặt trời mỗi 6,6 năm một lần vào tháng 10 hàng năm. Trái đất lại di chuyển qua phần đuôi đầy đáy bụi của sao chổi này, tạo thành mưa sao băng trong vài ngày. Năm nay, mưa sao băng xuất hiện vào ngày 6 và kết thúc vào ngày 10 tháng 10. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trải nghiệm cảnh sắc hữu tình ở Hồ Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Hồ Ba Bể, một danh thắng đẹp nam lòng. Nơi đây hội tụ đủ cả núi rừng, sông hồ và đặc biệt là khí hậu trong lành mát mẻ của vùng cao. Cảnh sắc mây trời hòa quyện khiến người đến không tiếc lời khen, người đi không nỡ rời bước. Ba nhánh sông, Pé Lầm, Pé Lù, Pé Lèng cùng tụ lại một điểm thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, tạo nên hồ Sla Pé, có nghĩa là ba hồ, người Việt vẫn thường gọi là hồ Ba Bể. Ba Bể là một hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam và cũng là một trong 100 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới, nằm trong vườn quốc gia Ba Bể. Với tuổi đời hơn 200 triệu năm, trải qua nhiều cuộc kiến tạo vĩ đại, tự nhiên đã đưa một khối nước khổng lồ với diện tích bề mặt xấp xỉ 5 triệu mét khối và chiều dài hơn 30 mét lên lưng chừng núi đá Vôi, tạo ra hồ Ba Bể của ngày hôm nay. Du khách có thể đến hồ Ba Bể quanh năm, nhưng đẹp nhất vẫn là đi vào mùa xuân để tận hưởng trọn vẹn thiên nhiên kỳ thú, khí hậu tuyệt vời và ẩm thực truyền thống đặc sắc nhất. Đến thăm hồ Ba Bể, du khách có thể lựa chọn rất nhiều hoạt động du lịch khác nhau như du ngoạn hồ trên thuyền độc mộc, tham quan các danh thắng ven hồ, trekking trong những cánh rừng nguyên sinh và đạp xe đạp trên những cung đường quanh co uốn lượn với hai bên là cây xanh rợp mát. Và tới đây thì thời lượng của bản tin số 18 giờ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.